đi lên trước này, chưa? Cô đâu, cô đâu? Đây, cô đang thở. Cao quá, cao quá. Bắn bắn lên trên thân đỡ nhanh. Đi lên nào chứ. Mặt lên nước dưới mưa. Đây tôi mang lên là đi nha ơi. Thì chào tất cả các bạn đi. Các bạn hôm nay bạn Linh Đan đi chùa với Linh xem tượng Phật nhá. Wow. Ừ. Ông tượng khổng lồ luôn. Đó quá. Ừ. Thấy cái tay thì mất. Thấy cái mắt. Ừ. Nhiều người chưa? Đi, mình chạy lên đó đi. Đi này, đi bên tay phải nè. Hôm nay lại đi với em à? Đi về đi. Từ từ thấy con không ngã. Ô Linh Đan đi đâu rồi? Linh Đan ơi. Đây là đồng quá. Wow, Linh Đan ơi. Đi Phương Anh ơi. Lên dạ tượng ông Phật kìa. Ui dồi ôi, tượng ông Phật to khổng lồ luôn. Sợ ấy lấy may mắn. Trả tiền mà lại Linh Đan đây. Lại là Linh Đan chắp tay cầu nguyện này. Hết chưa? Đi đi mà. Đi đi. Đi vái ông Phật đi. Không, cái này là phải đốt. À, mày đi mà đốt. Nóng rồi hả? Đồng đấy. Nóng rồi, còn nóng rồi à? Đông người lắm. Cái khuôn viên chùa rộng quanh bao quanh này, lên nhìn cái thác tôi nhìn thấy là hết dấu muốn.